Tạm giữ tài xế thả người xuống trung tâm thành phố Pleiku, sau đó phát hiện người này dương tính Sars-CoV-2. Công an tỉnh gia lai đang tạm giữ tài xế vi phạm cam kết thả người xuống trung tâm thành phố Pleiku để người này về nhà tiếp xúc với nhiều người khác rồi phát hiện mình dương tính với Sars-CoV-2 chiều ngày 26 tháng 9. Công an tỉnh gia lai đang tạm giữ tài xế Trần Hùng Thanh, sinh năm 1979, trú tại xã Suối Đỏ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, cùng phương tiện là xe cấp cứu mang biển kiểm soát 70B 02463 vì vi phạm về quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Vào ngày 24 tháng 9, ông Thanh điều khiển xe cấp cứu trên xuất phát từ ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đỏ, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đi đến huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Tối cùng ngày, xe đến chốt kiểm soát số 3, cầu 110, địa phận tiếp giáp giữa Gia Lai, Đắk Lắc. Tại đây, ông Thanh khai đi cùng một người tên Nguyễn Văn Tình, không rõ địa chỉ. Ông Thanh cũng làm cam kết không dừng, đổ, không đón trả khách, không bốc hàng hóa, không tiếp xúc với người dân và không lưu trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, khi di chuyển qua địa bàn thành phố Pleiku, ông Thanh đã cho một người xuống xe tại khu vực trước khách sạn Hoàng Anh Gia Lai vào khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9. Qua xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai xác định được ông HFB, sinh năm 1974, thôn 5, thị trấn Đắk Đoa huyện Đắc Đoa, tái dương tính sars Covid-2. Ông HSB khai vừa trở về địa phương thông qua phương tiện là xe cấp cứu biển kiểm soát 70B 02463 do ông Thanh điều khiển. Sau khi về nhà, ông HSB đã tiếp xúc với mẹ, vợ và hai người con.